Thầy con trai gì? Quay tiểu xíu lắm thầy ạ. Quay đi nhỏ tiểu xíu lắm. Nói mà giòn là giòn thật à? Để giòn giòn thật à? Lý Linh đáng đi học à? Vô vô rửa lên đi. Em càng quá đi không được. Rồi để đó, có để đó cả thầy nữa, để đó cả thầy nữa. Cứ để vào trong, trong... xếp lại cho gọn lại là được. Hả? Thôi không cần, mỗi hồi nữa thế làm được. Còn chiều rồi lau qua cái nhà thế này là được.